người biểu tình chống Morsi phong tỏa tòa nhà chính phủ tin từ Cairo. Người biểu tình đã dùng dây kẽm gai phong tỏa một tòa nhà chính phủ gần quảng trường Tahrir. Tòa nhà là một trong những cơ quan hành chính của chính phủ. Nhân viên thuyết phục người biểu tình để họ vào bên trong làm việc. Người biểu tình đã đóng trại bên ngoài dinh tổng thống và quảng trường Tahrir. Phó Tổng thống Mahmoud Mekki đã đưa ra một bản tuyên bố nói rằng Tổng thống đang chuẩn bị hoãn cuộc trưng cầu, nhưng một người biểu tình đang phong tỏa tòa nhà nói rằng cần phải tiếp tục áp lực Tổng thống Morsi. Người biểu tình không chống nhân viên đi làm việc, chỉ chống quyết định của Tổng thống Morsi. Nhân viên đi làm việc nói rằng họ không biết phải làm gì trước tình trạng bị người biểu tình ngăn chặn. Chương trình đối thoại của Tổng thống Morsi vẫn tiến hành trong ngày hôm nay, mặc dù nhiều nhóm đối lập không tham dự. Trước nỗ lực hòa giải của Tổng thống Morsi, người biểu tình hiện giờ lại đòi ông ta từ chức. Một người biểu tình tên là Mena Ramsis nói rằng khi người biểu tình muốn xuống đường, chỉ đòi bỏ sắc lệnh hiến pháp, nhưng ông Morsi đã từ chối, nên hiện giờ phải đòi ông ta từ chức. Theo cơ quan thông tấn nhà nước, Ủy ban bầu cử đã cho hoãn bỏ phiếu trưng cầu ở hải ngoại.